Năm mới con xin chúc mẹ vui vẻ như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu ạ. Mẹ cảm ơn con. Dạ, con chúc mẹ năm mới khỏe mạnh, xinh đẹp để nuôi chúng con ăn học. Mẹ cảm ơn các con. Năm mới mẹ chúc các con mạnh khỏe và chăm ngoan học giỏi nha. Dạ, vâng ạ. Bố cũng chúc các con năm mới mạnh khỏe, học giỏi và đạt được nhiều điểm 10 nha. Dạ, con cảm ơn bố. Và không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và bố mẹ nha. Nào, các con đã nhìn thấy gì chưa? Wow, đẹp thế. Bố đã treo rất nhiều phong bao lì xì lên trên cành đào này rồi. Và trong phong bao lì xì này có những phong bao lì xì mệnh giá lớn và những phong bao lì xì mệnh giá rất là nhỏ. Wow. Năm ngoái tuy em cầm tú rất là may mắn nhưng em đã chọn vào những phong bao lì xì có mệnh giá rất nhỏ. Các bạn còn nhớ không nhỉ? Có. Và năm nay bố sẽ thử thách các con và cả mẹ nữa xem ai là người may mắn nhất. Thế là năm nay mẹ của Lộc TV cũng được bốc phong bao lì xì nha. Các bạn ơi, năm nay bốc phong bao lì xì có sự tham gia của mẹ Lộc TV nữa nhá. Các bạn hãy đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ mẹ Lộc TV nữa nhá. Và bây giờ ai sẽ là người bốc trước nhỉ? Chơi em Tú bốc trước đi. Đúng rồi. Em Tú chọn nhất. Chính xác. Hãy ưu tiên em Tú nhá. Nào Tú ơi, con hãy chọn lên. Cố lên, cố lên. Nào các bạn hãy xem em Tú có thành công không nhá. Có lựa chọn được phần lì xì. Cố lên nào. Cố đẹp lên, nhất dành cho mình không nhá. Cố lên. Cố lên nào. Đây đi. Wow. Để lên lại. Đây là phong bao lì xì hình con gì nhỉ? Hình Na Cha. Hình Na Cha. Con hãy mở ra xem. Cố nào. Lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Xem là mệnh giá gì nữa. Wow, năm nay em Tú thực sự là may mắn rồi các bạn ơi. 500.000. Em Tú đã được 500.000 đồng. Wow, các bạn hãy vỗ tay chúc mừng Cẩm Tú nha. Khoan, Tú hãy phát biểu cảm giác của mình. Mình thấy rất là hồi hộp, tưởng là 1.000 cơ. Ai nè, 500. Wow. Wow, năm nay phong bì Na Cha đã mang đến cho bạn Cẩm Tú sự may mắn. Các bạn ạ, và bây giờ sẽ đến lượt của bạn Ánh Dương nha. Yeah. Các bạn ơi, bây giờ đến lượt mình, các bạn hãy cổ vũ mình bằng cách nhấn like, đăng ký, share video này nha. Đây, cố lên, Dương ơi, cố lên. Để xem bạn Ánh Dương này vận may như thế nào nhá. Hãy chọn lấy cái phong bao lì xì thật là đẹp, thật là hấp dẫn dành cho bản thân mình đi. Đây, trên xuống đây là gì đây? Nào cũng xinh nhỉ. Mình chọn cậu bé Pucci. Wow, cậu bé Pucci là cậu bé như thế nào đấy? Con cũng không biết. Không biết à? Rồi. Cố lên, Dương ơi, cố lên. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Rồi, rút ra. Wow, vậy là cậu bé Pucci đã mang đến may mắn cho bạn Ánh Dương rồi các bạn ơi. Và bây giờ sẽ là lượt của mẹ. Trước khi đến với lượt bốc phong bao lì xì của mẹ Lộc TV thì các bạn hãy nghe cảm giác của Lộc TV. Mình cảm thấy rất là hồi hộp khi mà sờ vào. Mình cảm thấy giống như là vợ sờ vào giấy các bạn ạ. Mình cũng khá là lo, tưởng là 1.000, 2.000 hay 5.000 gì đấy. Nhưng mà dù mệnh giá tiền nào cũng rất là may mắn đối với mình các bạn ạ. Đúng rồi, mệnh giá tiền thực sự không quan trọng nhưng mà nó cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, trong năm mới thì lì xì mệnh giá lớn hay nhỏ cũng không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là ý nghĩa của sự lì xì. Bây giờ đến với lượt bốc thăm của mẹ Lộc TV nhá. Mẹ Lộc TV hãy chọn cho mình phong bao lì xì đi. Mẹ của Lộc TV sẽ chọn bao lì xì gì nhỉ? Từ trên xuống. Con mèo. Là nhiều luôn. Con mèo, Pikachu hay cô bé? Cô bé bực tóc hai bên. Mẹ sẽ chọn con mèo. Nào, để xem con mèo này có mang đến may mắn cho mẹ Lộc TV không nhá. Mẹ ơi, cố lên. Mẹ nhắm mắt vào và lấy ra số tiền lì xì ở trong phong bao thôi. Các bạn ơi, rất là hồi hộp, rất là hồi hộp. Có thể mẹ của Lộc TV đã nhường lại sự may mắn cho các con của mình. Wow. Con xin chúc mừng mẹ. Đúng là không thể nói nên lời rồi các bạn ạ. 1.500.000 các bạn ạ. Đầu năm mẹ của Lộc TV cũng là 500.000. Wow. Vậy là năm nay ba mẹ con nhà Lộc TV rất là may mắn luôn. Bây giờ bố của Lộc TV sẽ
thử thách mẹ con nhà Lộc TV giúp mấy lần nào? Mẹ Lộc TV và hai chị em Ánh Dương, Cẩm Tú đã bốc được những phong bao lì xì rất là lớn và có giá trị, vì vậy chỉ được bốc một lần thôi. Nhường lại may mắn cho những người khác nữa. Dạ, vâng ạ. Bây giờ ai sẽ bốc phong bao lì xì giùm cho em Lộc đây? Con sẽ bốc giùm em Lộc. Nếu như bốc vào phần quà có giá trị thấp, con có đánh đổi phần quà của mình hay không? Dạ, con sẽ đánh đổi. Vậy, Cẩm Tú. Con cũng thế. Được, vậy thì hai chị em nhà Lộc TV sẽ bốc lì xì cho em Lộc. Nào, bắt đầu. Cố lên. Mình sẽ chọn bạn siêu nhân này. À, em Lộc Cú Te rất là thích siêu nhân, nên chị Ánh Dương đã chọn siêu nhân cho em Lộc Cú Te đây các bạn ạ. Xem bạn siêu nhân này có mang đến may mắn hay không nhá. Hay là bạn Ánh Dương phải đánh đổi các bạn. Wow. Te. Nhưng mà sao các bạn ạ? Phát biểu cảm giác của mình. Mình cũng thấy khá là hồi hộp khi mà rút ra từ phong bao lì xì này. Và mình cũng cảm thấy khá là buồn. Không có gì là buồn cả. Ngày Tết là phải vui. 10.000 này sau khi mình tích cóp nhiều sẽ trở thành một số tiền lớn. Vâng. Và bây giờ con sẽ phải nhường phần lì xì của con cho em Lộc Cú Te. Và 10.000 sẽ là phần lì xì của con. Rơi rồi. Các bạn hãy xem Cẩm Tú. Các bạn hãy xem Cẩm Tú có may mắn hơn không nhá. Hay lại là 5.000. Xem Cẩm Tú có phải đánh đổi không nhá. Wow, vậy là Cẩm Tú hôm nay rất là may mắn các bạn ạ. Cẩm Tú lại bốc được 500.000 rồi. Vậy là vậy là em Lộc Cú Te năm nay có 1 triệu để đút lợn rồi. Ánh Dương của chúng ta chỉ có 10.000 để đút lợn thôi các bạn ạ. Một chục. Còn riêng bố của Lộc TV sẽ không rút lì xì và để nhường may mắn lại cho những người khác. Nhường may mắn lại cho Quân. Tên tên. Em mình đã có 500. Mình đã có 500 rồi. Còn mình thì nhường hết may mắn cho em Lộc rồi các bạn ạ. Mình chỉ có 10.000 thôi. Thì chị vẫn may mắn chứ gì. Còn mẹ của Lộc được 500k. Đó, vậy là sáng mùng 1 rất là may mắn đã đến với gia đình nhà Lộc. Lại. Con mẹ của Lộc được 500k. Yeah. Các bạn ơi, vậy là sáng mùng 1 rất là may mắn đối với chị em nhà Lộc TV. Khởi đầu rất là tốt đẹp. Mong sao các con học giỏi, ngoan, cuộc sống thuận lợi. Chúc tất cả các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn lộc tấn tài. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.